Ở đâu đấy anh ơi? Giờ em không có nhà, em đang ở thành phố. Nhưng mà anh có phải là ở trong chỗ đây em thấy thông tin đơn hàng là anh ở chỗ trường cấp 2, Trường Minh, xã Trường Minh, huyện Đông Cống, Thanh Hóa đúng không? Giờ em đang ở Bình Dương ạ. Thế ai đặt cái đơn này anh? Không biết ạ. Ở cái nick là Trần Diệu Ninh ạ. Hình như cái con hàng xóm em. Con hàng xóm á? Thì cái đơn này bây giờ em đang bảo với anh là hết hàng ấy, thì không biết là ai đặt thì anh có thể anh gọi điện giúp hủy cái đơn này đi em. Cái máy chạy bộ tận 7 triệu mốt cơ, nó hàng giá trị ấy, thì em muốn là gọi chính xác số điện thoại. Anh không đặt đơn này đúng không? Dạ vâng ạ. Dạ vâng. Thế anh xác nhận là anh không đặt đơn này giúp em nhá, thì để em nhờ Shopee em hủy giùm ạ. Để em lấy số điện thoại cho. À vâng, không thì anh gửi cho em số điện thoại nhá, để em trao đổi với chị ý. Vâng. Dạ vâng, cảm ơn chị anh. Con chỉ có video lại.